Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay vào buổi chiều chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay em có mặt tại bến sông nơi Sà Leng đầu kéo với cô chú anh chị cùng xem. Đây là một chiếc tàu đầu kéo các bạn. Tàu đầu kéo này tàu này là tàu đầu ủi nha. Rất là giống tàu bò kéo mà khi kéo thì sao, khi là ủi tới rất là nhiều khối đá mi các bạn. Tàu đồ ủi này của Long An các bạn. Đây là một chiếc xà lan hầm chở đồ khô các bạn, chiếc xà lan này của Sài Gòn các bạn. Hôm nay vào buổi chiều trên dòng sông nước rất là lớn các bạn. Xà lan này rất là nhiều vào nước lớn các bạn. Xà lan này đóng 2015. Xà lan là bán số rất đẹp đó các bạn, 72.2. Và đây một chiếc xà lan chở hàng thô nữa các bạn. Xà lan này đang lấy hàng về các bạn, về Bến Tre các bạn. Cái xà lan này của Long An. Xà lan này chạy rất là im luôn. Xà lan này đóng 2009 các bạn. Trên kênh chợ gạo của em vào nước lớn là rất là nhiều xà lan đi các tỉnh đi ngang trên chợ gạo của em. Thường thường là hay Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang các bạn, Cà Mau, ngang trên chợ gạo của em rất là nhiều. Đây là một chiếc xà lan lá mi các bạn. Rất là nhiều xà lan đi trên dòng sông kênh chợ gạo của em là nước lớn nè. Xà lan đi thành hàng với nhau luôn. Và đây là một chiếc xà lan đựng hàng thô trùm mũ rất là kín các bạn, sợ trời mưa. Xà lan này đóng rất lâu rồi, nước sơn cũ, rất là cũ luôn. Xà lan là của Bà Rịa các bạn.
có một chiếc ghe, có chú chó đứng trên chiếc ghe các bạn. Trên dòng sông Sài Gòn buổi chiều nay rất là nhiều xà lan các bạn. Đây có một chiếc xà lan rất là lớn, một nước 3,2 các bạn. Xà lan là của Bến Tre các bạn. Chiếc tàu chở dầu các bạn. Đây có một chiếc xà lan của Trà Vinh các bạn. Dầu là của Cà Mau các bạn, năm 2016 các bạn. Ghe sắt này chạy rất là lẹ các bạn. Buổi chiều trên bờ kè uống nước, nhìn xuống dòng sông, nhìn xà lan rất là đẹp không các bạn, rất là vui luôn các bạn đi uống nước. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của em.